Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự lúc 16 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Công ty bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam vừa được Bộ Tài chính phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ lên gần 4.900 tỷ đồng và trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ có số vốn điều lệ lớn thứ 3 tại Việt Nam. Hiện Hanwha Life nằm trong nhóm doanh nghiệp có mức tăng trưởng cao trên thị trường bảo hiểm với mạng lưới phân phối gồm 120 điểm phục vụ khách hàng cùng 40.000 nhà tư vấn tài chính. Riêng năm 2017, tập đoàn đã đầu tư vào Việt Nam 3 dự án công nghệ cao với tổng số vốn gần 500 triệu đô la Mỹ.